Chào các bạn à. Đây, bữa nay lâu lắm rồi mình mới về dưới nhà mình các bạn. Đây. Đây là vườn nhà mình. Đây, phía đằng sau này có một cái hồ. Cá nhiều lắm, mà giờ không biết làm sao mà bắt được. Hồ cực kỳ rộng luôn đó. Được đấy. Có cần câu không? Không có à? Ừ, có mấy cái ché nữa. Đây. Đấy, có mấy cái ché. Ché này đâu đâu làm một cần câu đâu, đúng không? Cá này đợt vừa rồi thả nhiều lắm bạn. Đấy. Hãy subscribe.